Xin chào quý vị các bạn và bà con. Hôm nay công ty Thế Giới Máy sẽ quay test sản phẩm cho bà con. Đây là máy phun thuốc sâu dạ khói TAKYO TK350 tại vườn điều ở tỉnh Bình Phước. Mời bà con sẽ cùng theo chân kỹ thuật viên của chúng tôi nhé. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.